Từ rất sớm, dầu mỏ và khí đốt là công cụ lợi hại giúp chính trị gia Putin tập hợp quyền lực ở Nga và trừng phạt các đối thủ của nước này, gây ảnh hưởng và áp lực lên các nước láng giềng cũng như phương Tây. Gazprom, một trong những tập đoàn năng lượng hàng đầu nước Nga và cả thế giới, thực sự là quả đấm thép trong tay Putin. Chỉ cần Gazprom khóa van cung cấp khí đốt, nhiều nước châu Âu sẽ chìm trong giá rét. Mấy năm gần đây, Gazprom còn là cổ đông lớn trong dự án dòng chảy phương Bắc 2 đang làm chia rẽ châu Âu. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin gửi đến các bạn bài viết phác họa vai trò của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom, một đế chế trong đế chế. Gazprom là tập đoàn năng lượng có trụ sở chính tại trung tâm Lakhta ở Saint Petersburg. Tính đến năm 2019, với doanh thu hơn 120 tỷ đô la Mỹ, đây là công ty khí đốt lớn nhất trên thế giới và là công ty lớn nhất ở Nga. Trong danh sách 2.000 công ty đại chúng lớn nhất trên thế giới, theo xếp hạng của tạp chí Forbes, Gazprom xếp thứ 32 vào năm 2020. Tên Gazprom là từ ghép của các từ trong tiếng Nga, có nghĩa là ngành công nghiệp khí đốt. Lịch sử của tập đoàn khổng lồ này gắn liền với ngành công nghiệp khí đốt Liên Xô bắt đầu từ năm 1943. Trong những năm 1970 và 1980, Bộ Công nghiệp khí đốt Liên Xô đã tìm thấy trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn ở Siberia, vùng Uran và vùng Volga. Liên Xô trở thành nước sản xuất khí đốt lớn của thế giới. Tháng 8 năm 1989, dưới sự lãnh đạo của Viktor Chernomyrdin, Bộ Công nghiệp khí được đổi tên thành Gazprom và hoạt động như một doanh nghiệp quốc doanh. Cuối năm 1991, khi Liên Xô giải thể, tài sản của ngành công nghiệp khí đốt được chuyển giao cho các công ty quốc gia mới thành lập, còn Gazprom giữ tài sản đặt tại Nga và đảm bảo độc quyền trong lĩnh vực khí đốt. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, Gazprom dần được tư nhân hóa. Theo nghị định của Tổng thống Liên bang Nga ngày 5 tháng 11 năm 1992 và nghị quyết của chính phủ Nga ngày 17 tháng 2 năm 1993, Gazprom trở thành một công ty cổ phần. Nhiều tài sản quan trọng của tập đoàn được đánh giá là đóng vai trò xương sống của Nga đã bị phù phép vào tay các nhà tài phiệt mới phất trong bối cảnh tranh sáng tranh tối ở Nga trong những năm 90 của thế kỷ trước. Chính phủ Nga chỉ còn nắm giữ 38% cổ phần của Gazprom. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác khi Putin lên làm Tổng thống Nga. Ông đã hành động để giành lại quyền kiểm soát của chính phủ đối với các công ty quan trọng. Tất nhiên, với vai trò của mình, Gazprom không thoát khỏi tầm ngắm của Putin. Tổng thống Nga đã sa thải Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành của tập đoàn này, sau đó bổ nhiệm Dmitry Medvedev và Alexei Miller là những chiến hữu thân thiết từ thời còn làm việc với Saint Petersburg, tiếp quản các vị trí lãnh đạo của tập đoàn. Dmitry Medvedev, người sau này trở thành Tổng thống Nga, và Alexei Miller, hiện vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Gazprom, đã dừng việc tước đoạt tài sản tại Gazprom vào tay tư nhân. Theo đó, chính phủ Nga dần nắm lại thế thượng phong tại Gazprom thông qua nắm giữ hơn 50% cổ phần. Trong đó, cơ quan liên bang về quản lý tài sản nhà nước nắm giữ 38,37% cổ phần. Hai công ty khác do chính phủ Nga kiểm soát cũng lần lượt nắm giữ 10,97% và 0,89% cổ phần, còn lại là các pháp nhân khác. Hiện nay, Gazprom được Nga giới thiệu là một công ty năng lượng toàn cầu, tập trung vào thăm dò địa chất, sản xuất, vận chuyển, lưu trữ, chế biến và kinh doanh khí đốt và dầu mỏ, năng lượng điện. Gazprom có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất trên thế giới, chiếm 12% sản lượng khí đốt toàn cầu và 68% sản lượng khí đốt trong nước. Thị phần của công ty trong trữ lượng khí đốt toàn cầu và của Nga lần lượt là 16 và 71%. Hiện tại, tập đoàn đang tích cực triển khai các dự án phát triển khí đốt quy mô lớn ở bán đảo Yaman, thêm Bắc Cực, Đông Siberia và Viễn Đông Nga, cũng như một số dự án thăm dò và sản xuất hydrocarbon ở nước ngoài. Gazprom còn sở hữu hệ thống truyền dẫn khí đốt lớn nhất thế giới. Tổng chiều dài của hệ thống này trong biên giới của Nga đạt 175,2 ngàn km. Tập đoàn này bán hơn một nửa lượng khí đốt của mình cho người tiêu dùng Nga và xuất khẩu khí đốt sang hơn 30 quốc gia trong và ngoài Liên Xô cũ. Gazprom còn là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng lớn nhất ở Nga. Công ty đang mở rộng thành công việc bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong dự án Sakhalin 2 hiện có và thực hiện các sáng kiến mới nhằm củng cố đáng kể vị thế của mình trong thị trường toàn cầu đang phát triển nhanh chóng. Gazprom còn là một trong bốn nhà sản xuất dầu hàng đầu ở Liên bang Nga thông qua công ty con của mình.
Đây là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 ở Nga. Gazprom cũng sở hữu các cơ sở phát điện chiếm khoảng 16% tổng công suất lắp đặt của hệ thống năng lượng ở Nga. Ngoài ra, công ty đứng số 1 ở Nga về sản xuất năng lượng nhiệt. Chưa dừng lại trong lĩnh vực năng lượng, Gazprom còn vươn ra các lĩnh vực tài chính, truyền thông, hàng không và nhiều lĩnh vực khác. Với doanh thu khổng lồ, Gazprom được ví von là đế chế trong đế chế khi đề cập đến vai trò của tập đoàn đối với nền kinh tế Nga và những ảnh hưởng đối với các nước châu Âu. Thượng sách của việc dụng binh là dùng mưu lược để thắng lợi, sau mới dùng đến ngoại giao, sau nữa mới dùng đến lực lượng quân sự, hạ sách là đánh thành. Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ, cho nên người giỏi dùng binh tác chiến khuất phục quân đội địch mà không cần giao chiến, chiếm thành ốc của địch mà không cần cường công, hủy diệt đất nước địch mà không kéo dài ngày tháng. Nói chung, cần phải giỏi dùng mưu lược mà giành thắng lợi trong thiên hạ. Để đạt được mục đích đó, cần phải biết được tình huống nào có thể tác chiến, tình huống nào không thể tác chiến, biết được cách căn cứ vào binh lực nhiều ít khác nhau mà vận dụng cách đánh khác nhau. Toàn quân trên dưới đoàn kết một lòng, dùng quân có chuẩn bị, ra quân đã sẵn sàng để đối phó với địch không chuẩn bị. Cho nên, vấn đề có tính nguyên tắc cho mọi hoạt động tác chiến là muốn giành thắng lợi, phải biết mình, biết người, trăm trận không nguy. Thật vậy, dùng quân phải có chuẩn bị, nên ngay khi lên cầm quyền ở nước Nga, Tổng thống Putin bắt đầu giành quyền kiểm soát đối với ngành dầu khí, ngành quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế Nga. Các nghiên cứu hàn lâm chỉ ra rằng, việc chính quyền thiết lập quyền kiểm soát đối với ngành dầu khí đóng góp vào việc củng cố quyền lực của người đứng đầu nhà nước ở Nga thời hậu Xô Viết. Cuối nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của Putin vào năm 2004, chính quyền của ông đã kiểm soát được đáng kể quá trình sản xuất dầu khí tại Nga, một trong các nước sản xuất và xuất khẩu dầu khí lớn nhất trên thế giới. Tiền thu được từ việc bán dầu khí cho phép ông Putin triển khai các chính sách đối nội và thúc đẩy chi tiêu quốc phòng. Các công ty dầu khí cũng trở thành công cụ phục vụ mục đích đối ngoại rất hữu dụng của Moscow. Trong đó, đối với Gazprom, sau khi giành lại quyền kiểm soát đa số cổ phần của tập đoàn về tay chính phủ, Putin còn trao cho nó một thượng phương bảo kiếm là độc quyền xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga. Đạo luật độc quyền dành cho Gazprom đã bắn trúng nhiều đích, một mặt củng cố sức mạnh cho tập đoàn này, mặt khác dần loại bỏ hoặc bắt các đối thủ của Gazprom phải tháo lui hoặc phụ thuộc vào Gazprom. Đơn cử như vào tháng 6 năm 2007, TNK BP, một công ty con của tập đoàn BP Anh, đã phải miễn cưỡng đồng ý bán cổ phần của mình trong mỏ Kovita ở Siberia cho Gazprom sau khi chính phủ Nga đặt câu hỏi về quyền xuất khẩu khí đốt từ Nga của BP. Gazprom cũng đã ký một loạt thỏa thuận với Royal Dutch Shell, Mitsui và Mitsubishi để nắm giữ cổ phần trong các mỏ của các tập đoàn này tại Nga. Sau khi kiểm soát được Gazprom, tập đoàn này trở thành át chủ bài trên bàn cờ chính trị giữa Nga và phương Tây cũng như các nước trong không gian hậu Xô Viết. Dẫn chứng sau đây cho thấy sức mạnh mềm của Gazprom đối với các nước châu Âu. Theo đó, gần đây giá khí đốt đã tăng vọt trên thị trường của Liên minh châu Âu EU, vượt qua mức kỷ lục của năm 2008. Tình hình này có liên quan tới các hành động của Gazprom khi công ty này đang trong tình trạng khủng hoảng đối với châu Âu do tập đoàn của Nga từ chối cung cấp thêm khí đốt thông qua mạng lưới vận chuyển khí đốt Ukraine GTS. Ngày 16 tháng 8, sau khi Gazprom từ chối dự trữ công suất bổ sung của GTS Ukraine để bơm khí sang châu Âu, giá nhiên liệu đã tăng lên. Phản đối với hành động của Gazprom, tập đoàn dầu khí Naftogaz của Ukraine tuyên bố rằng Gazprom đang tống tiền châu Âu. Sự việc này không phải là trường hợp ngoại lệ, mà từ lâu nay hoạt động bán khí đốt giúp ông Putin gây được ảnh hưởng đặc biệt đối với các nước láng giềng hoặc các đối tác châu Âu phụ thuộc vào Nga về nguồn cung năng lượng. Chẳng hạn vào năm 2006 và 2009, khi chính quyền Ukraine lựa chọn các chính sách thân phương Tây hơn và gây khó chịu cho Điện Kremlin, Nga lập tức ngắt hoàn toàn nguồn cung khí ga cho Ukraine, cũng như ngừng hoạt động cung cấp khí đốt cho khu vực Trung Âu và Tây Âu, trong đó có Đức. Mấy năm qua, tập đoàn Gazprom cũng trở thành tâm điểm trong căng thẳng giữa Nga và châu Âu, Mỹ liên quan đến dự án dòng chảy phương Bắc 2 được Thủ tướng Đức Gerhard Schröder và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký kết vào năm 2005. Tập đoàn Gazprom với tư cách là cổ đông lớn nhất đầu tư một nửa trong tổng số 9,5 tỷ euro của dự án. Đối với Nga, dự án dòng chảy phương Bắc 2 có tầm quan trọng chiến lược vì nó củng cố vị thế của Moscow với tư cách là nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hàng đầu sang các thị trường ở châu Âu.
Dự án có khả năng cung cấp khoảng 110 tỷ mét khối khí tự nhiên cho châu Âu mỗi năm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Gazprom Alexei Müller tuyên bố, Gazprom luôn tiếp cận dòng chảy phương Bắc 2 như một dự án kinh tế. Mục tiêu là cung cấp nguồn cung khí đốt đáng tin cậy, ổn định và đa dạng cho thị trường Liên minh châu Âu. Nó cũng nhằm mục đích giảm chi phí khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu thông qua một tuyến đường vận chuyển ngắn hơn gần 2.000 km đến Đức so với tuyến đường đi qua hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lại không nghĩ thế. Họ cho rằng đây là công cụ để châu Âu phụ thuộc vào Nga nhiều hơn về năng lượng, mà như vậy chẳng khác nào làm con tin để Nga mặc cả nhiều vấn đề khác. Do đó, ngay từ khi hoàn thành, dòng chảy phương Bắc 2 đã trở thành dự án gây chia rẽ trong lòng châu Âu và các nước đồng minh NATO. Chẳng hạn, Thụy Điển, Ba Lan và các nước Baltic đều bày tỏ quan ngại về dự án này. Họ đưa ra các vấn đề về môi trường liên quan đến việc xây dựng và bảo dưỡng đường ống. Họ lo lắng rằng Nga sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng đường ống mới này để gia tăng hiện diện hải quân ở biển Baltic, từ đó đồng thời nâng cao năng lực thu thập tình báo của Nga. Nhà lãnh đạo Nga gọi NATO là tàn tích thời chiến tranh lạnh và coi khối này là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của Nga. Trong bối cảnh ấy, sự bất hòa trong nội bộ châu Âu có thể xem là một thắng lợi đối với chế độ của Tổng thống Nga Putin. Đối với Ukraine, dòng chảy phương Bắc 2 là thách thức cả về an ninh và tài chính. Ukraine đã ngừng cơ bản việc mua khí đốt từ Nga vào năm 2015 sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea vào năm 2014 và hậu thuẫn cho các lực lượng thân Nga ở vùng đông Ukraine. Tuy vậy, Ukraine vẫn thu được 3 tỷ USD tiền phí hàng năm do khí đốt của Nga hiện chảy qua một đường ống dẫn trên lãnh thổ của Ukraine để tới châu Âu. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 sẽ lấy đi của Ukraine nguồn thu nhập đó. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khoản tiền phí trung chuyển khí ga bị mất đi đồng nghĩa với việc Ukraine chẳng có gì để trả lương cho quân đội Ukraine hoạt động ở khu vực phía đông của nước này nhằm đối phó với Nga và lực lượng thân Nga. Tổng thống Zelensky cho hay đường ống dẫn khí là một vũ khí thực sự chống lại Ukraine. Ở Kiev, người ta lo ngại rằng một khi Nga ngừng dựa vào Ukraine về việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu, Tổng thống Nga Putin sẽ gây áp lực hơn nữa với chính phủ Ukraine về khu vực chiến sự Donbass. Có thể nói, lợi ích từ dự án dòng chảy phương Bắc 2 mà tập đoàn Gazprom đại diện cho Nga sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh cho chính quyền Putin và các dự án chính trị của Nga ở Đông Âu và các nơi khác. Trong mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa các quốc gia EU và Nga, Moscow đang nắm được top các nước này về năng lượng khí đốt thông qua tập đoàn Gazprom. Các nhà lãnh đạo châu Âu biết rằng hàng triệu hộ gia đình sẽ không được sưởi ấm trong mùa đông nếu Gazprom khóa van ống dẫn khí. Nhưng tại sao châu Âu không tìm nguồn cung khác để tránh phụ thuộc vào Nga? Có nhiều lý do dẫn đến điều này, nhưng theo ông James Henderson, giám đốc chương trình nghiên cứu khí tự nhiên tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, cái chính là do khí đốt của Nga có giá bán rất cạnh tranh, nên thực tế dù muốn hay không, khí đốt Nga là lựa chọn tối ưu. Mà một khi châu Âu còn phụ thuộc Nga về nguồn cung khí đốt, thì vai trò của Gazprom còn hết sức đắc lực trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin. Bình luận quốc tế của báo Nghệ An số này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, subscribe và để lại bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.